chào mọi người, mình là Trâm Anh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại hoặc là đến với kênh của mình. Nếu bạn chưa biết mình thì mình là Trâm Anh. Hiện tại mình là sinh viên năm 2 của khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại thương. Mình lập kênh YouTube này để chia sẻ về các cái khoảnh khắc ở trong cuộc sống của mình, của sinh viên đi học đại học. Ở trong vlog này thì vẫn sẽ là một tuần đi học của mình. Mình có các môn học chuyên về tiếng Pháp, ví dụ như môn đọc hiểu 2, nghe hiểu 2, thì là môn đấy là giai đoạn sau. Môn tiếng Anh ở trường và mình đi học thêm tiếng Đức nữa. Nhưng mà video này mình sẽ chỉ quay ở trường, thế nên là sẽ không có những lúc mình đi học thêm hay là học ở nhà. Và đặc biệt hơn nữa là trong tuần học này mình đã được chạy sự kiện của trường, của khoa mình thì đúng hơn, đó là chương trình ngày hội Pháp ngữ For Tu. Mình ở trong ban tổ chức, thế nên là nó sẽ có nhiều hoạt động trong bit. Ok, không nói nhiều nữa, mọi người xem video mình nhé và enjoy. Thank you. Someone's orbit turning upside down. Gravity is spinning me the whole way around. I could use some deeper roots and solid ground. Moving forward, back and forth, just get me out. I am not afraid. Mình muộn học rồi mọi người ạ. Giờ mình nghĩ là đoạn từ đồng này và mình soạn nhanh sách vở mình tè luôn. Hôm nay thì mình có môn tiếng Anh học thuật với cả môn tiếng Pháp nâng cao 2. Nên là nó không nhiều tài liệu lắm, chỉ còn mình có mang một cặp file với cả một cái cuốn sách tiếng Anh thôi. Bởi vì hôm nay lớp tiếng Anh bọn mình thuyết trình và lớp Pháp thì chỉ có làm bài tập đây là. Nên là cặp cũng có thể sẽ không nặng lắm, nhưng mà mình sẽ mang iPad đi bởi vì hôm nay mình có mang điểm gì mà. Thôi được, iPad hơi nặng nên là mình sẽ để nó ở nhà mình không mang đi nữa. Mình chỉ mang trong cặp mình chỉ có vài sách vở với cả hộp bút thôi. Thêm mang sạc nữa bởi vì là máy mình nó bắt đầu bị chai pin iPhone 11, nhưng mà mình đã dùng nó còn có 80% pin thôi. Và mình còn quay vlog nên là mình đã phải mang đi để sạc. May một cái sạc này nó sạc rất là nhanh và sạc nhanh nó cũng gây chai pin nữa. Mang bình nước. Mình sẽ nhét vào cặp luôn vì cặp mình khá nhiều chỗ. Mang một cửa sổ đi, biết đâu cần dùng. Bởi vì bây giờ là 11:58 và 12:15, 12:30 thì mình phải vào học cái lớp tiếng Anh rồi. Bây giờ đi luôn đây. Nhờ make up này xin dù về mình phải ở trường đến tối muộn, đây là mình make up này để cho nó đẹp lúc đấy. No, why not? Lâu lắm mình không make up ý. Thôi rồi đi nha. Bye bye. Bây giờ mình phải leo lên tầng 4 để học. I cooperate with the brand. I create some video and promote some stationery for students. Yeah. No hate on the stable love I thought I knew. Seasons change and rearrange it so you could believe. Kiểu siêu nhiều ý. Trời ơi, cốc trà sữa chất lượng. Giờ nhân tư chúng mình rất giống. Thank you. Seasons change and rearrange, and so do you. So for
7 giờ rồi. Thứ 6 chứ. Thứ 6 với chị. Thứ 6. Thứ 7 giờ nhá. 7 giờ. So ugly. Chuẩn bị điên nha. Nên tớ viết nốt bằng tiếng Việt nhé. Được rồi, như này này chứng tỏ là có điểm danh đấy. Lớp trong 1 tháng 60 tiếng Pháp thương mại thì em có một câu hỏi thì là em thầy, thầy ơi. À đây. Em thầy. Em đang làm video, em đang làm YouTube ạ. Vâng. À không ạ, em làm cho vui thôi ạ. Em làm kênh. Device thì ý ta là thôi thế thôi.
Proposing. Chỉ khoảng là 25 phút đến 30 phút cho bài viết thôi. Tao nghĩ là có, cứ bảo đi, chứ cũng chả ai quan tâm ấy. Bây giờ là 7:10, mình vừa mới đến trường. Thì chắc là bây giờ bắt đầu chạy sự kiện thôi. À vos côtés et vous remerciez vous pour votre investissement personnel autour de cet apprentissage. Merci beaucoup et merci pour cette belle fête. Profitez-en. Mẹ ơi, cố lên nha. Cố lên nha, cố lên lát nữa lên cơ tay đấy. Lực biến. Úi giời ơi. Thế mà cái mẹ thế ở bên trong rồi đấy. Tại sao không ai quay lúc bên nào lúc là bên đẹp mà không thể lúc lối lập thì mình quay ra bánh quay ăn được chưa? Giờ ngon được ra đi ra làm đi. Chạy rồi nhưng mà thử một đống trứng. Tao sắp chết đến nơi mày cứ quay tao nữa. Mày có thể dừng ở đây được rồi. Tao nói xong có đấy tao hết thời rồi. Mình vừa về nhà xong mình lại đến trường, bây giờ mình sẽ vào xem vào cái chỗ hội thảo và tối chuẩn bị ra hội. Hệ đại học, thạc sĩ cũng như là học bổng sau khi tốt nghiệp để cho sinh viên của Ngoại thương nói riêng và của trường và các cái chương trình đào. Mọi người xem đến đây có thể thấy cái vlog nó hơi cụt bởi vì là đấy là ngày cuối của tuần rồi. Và cuối ngày sự kiện thì tự nhiên mình có một cái sang chấn gì đấy về tâm lý. Thế nên là mình đã không tiếp tục quay được video này. Thế là nó kết thúc nó hơi hở lọn một chút. Và mình mong là mọi người đã enjoy cái video này. Và hãy comment cho mình biết mình nên làm tiếp nội dung gì nhé. Thực ra mình cũng có nhiều ý tưởng rồi nhưng mà mình đang cố gắng thực hiện dần. Mình sẽ làm về mình học tiếng Đức này, mình học tiếng Anh này. Và có thể là cách mình dùng iPad để học nữa. Mình rất thích làm video về cái này nhưng mà yep, mình đang cố gắng sắp xếp thời gian. Và đừng quên là mình có một cái kênh TikTok ở đây, kênh TikTok nhỏ thôi. Mình cũng chia sẻ rất nhiều về các cái tip học tập của mình thì mọi người có thể tham khảo ở đây nha, mình sẽ để nó ở đây. Đừng quên subscribe mình và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé. Bye bye. Mọi người ạ, cái quyết định đổi điện thoại này của mình là một quyết định rất là sáng suốt. Nhìn cái chất lượng ánh sáng này, trong cái video đấy là mình quay bằng iPhone 11 đi nên là kiểu trời ơi, có những đoạn nó cháy sáng nhìn xấu kinh khủng, mình không thể nào chỉnh được. Thì chắc chắn là với cái điện thoại này thì mình sẽ quay được nhiều vlog đẹp hơn.